Ukraine phát hiện 410 thi thể gần Kiev, Nga yêu cầu Hội đồng Bảo an họp khẩn. Theo Reuters, sau khi binh lính Nga rút khỏi một số khu vực quanh Kiev, các công tố viên Ukraine hôm 3 tháng 4 mới có thể tiến vào các thị trấn Bucha, Irpin và Hostomel lần đầu tiên. Trưởng công tố Ukraine Irina Vededikota cho biết, bà và các đồng nghiệp cần thêm thời gian để làm việc với các nhân chứng và xác minh mức độ tội ác ở những nơi này. Bà Vededikota nói, cho đến nay, nhà chức trách đã tiến hành khám nghiệm 140 thi thể trong tổng số 410 xác người được tìm thấy. Các công tố viên đang yêu cầu Bộ Y tế Ukraine cử thêm càng nhiều chuyên gia pháp y càng tốt đến một bệnh viện dã chiến ở vùng Kiev để hỗ trợ quá trình này. Hàng trăm người đã bị giết, các dân thường bị tra tấn xử tử, xác chết trên đường phố, các khu vực bị nổ mìn. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, ông Zelensky lưu ý phương Tây chắc chắn sẽ áp một loạt biện pháp trừng phạt mới đối với Nga, nhưng ông cho rằng điều đó là chưa đủ. Thị trưởng của Bucha, một thị trấn cách thủ đô Ukraine 37 km về phía Tây Bắc, lên tiếng cáo buộc các lực lượng Nga đã sát hại 300 cư dân tại đây. Theo đài Reuters, các hình ảnh và đoạn video về Bucha do truyền thông Ukraine và các hãng thông tấn phương Tây đăng tải cho thấy nhiều thi thể trong trang phục dân sự đang nằm rải rác trên một con đường, một số nạn nhân thiệt mạng trong tư thế hai tay bị trói sau lưng, trong khi số khác đeo băng tay trắng, đặc điểm của dân thường tại các khu vực do Nga kiểm soát. Kiev đổ lỗi cho Moscow về những cái chết ở Bucha. Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba thậm chí gọi đây là hành động cố ý gây thảm sát. Một số quan chức hàng đầu phương Tây như Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Anh Boris Johnson và Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã lên án việc giết hại dân thường ở Bucha, đồng thời coi đây là bằng chứng tố cáo các sai phạm của quân Nga. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antony Guterres ngày 3 tháng 4 bày tỏ ông xúc nặng trước những hình ảnh dân thường thiệt mạng ở Bucha. Ông kêu gọi tiến hành một cuộc điều tra độc lập về sự cố. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga thẳng thừng bác bỏ cáo buộc binh lính nước này giết hại dân thường ở Bucha. Quân đội Nga tố ngược các hình ảnh và video ở thị trấn ngoại ô Kiev là một sự khiêu khích khác của chính phủ Ukraine. Binh lính Nga đã rút khỏi khu vực vào ngày 30 tháng 3, nhưng cái gọi là bằng chứng tội ác ở Bucha chỉ xuất hiện 4 ngày sau đó, khi tình báo Ukraine và các đại diện của truyền hình Ukraine đến thị trấn. Hơn nữa, vào ngày 31 tháng 3, thị trưởng Bucha Anatoly Fedorak đã xác nhận trong một thông điệp video rằng không còn quân Nga trong thị trấn, nhưng ông ta thậm chí không đề cập đến bất kỳ cư dân địa phương nào bị bắn trên đường với tay bị trói, phát ngôn viên của quân đội Nga nhấn mạnh. Trong một thông báo mới trên trang Telegram, Dmitry Polansky, phó đại diện thường trực thứ nhất của Nga tại Liên Hợp Quốc cho biết, Moscow đã yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp khẩn trong ngày 4 tháng 4 để thảo luận về hành động khiêu khích trắng trợn của những người cực đoan Ukraine ở Bucha. Hãng thông tấn RIA dẫn lời Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Nga Dmitry Medvedev ngày hôm qua cho biết, nước này sẽ chỉ xuất khẩu lương thực, cây trồng tới các quốc gia thân thiện và thu về đồng rúp hoặc đồng nội tệ của các nước nhập khẩu. Trước đó, hôm 1 tháng 4, ông Medvedev từng nhấn mạnh lương thực là một vũ khí thầm lặng trong cuộc chiến trả đũa các lệnh trừng phạt của phương Tây và Nga có thể ngừng mua bán thực phẩm với các quốc gia không thân thiện. Nga là một trong những nhà sản xuất ngũ cốc lớn nhất thế giới, đồng thời là nước xuất khẩu lúa mì lớn nhất thế giới. Trong năm 2021, xuất khẩu nông nghiệp đã mang về cho Nga 37 tỷ USD. Do vậy, chiến sự Nga-Ukraine bùng phát đã làm tăng nguy cơ thiếu lương thực trên thế giới bởi Ukraine cũng là nước sản xuất lúa mì hàng đầu thế giới. Ngày 3 tháng 4, Ngoại trưởng Iran Hossein Amir Abdollahian cho biết gần đạt được thỏa thuận trong cuộc đàm phán về khôi phục thỏa thuận hạt nhân năm 2015 giữa Tehran và các cường quốc trên thế giới. Theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Iran, trong cuộc điện đàm với Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres, Ngoại trưởng Abdollahian cho biết Tehran đã chuyển đề xuất của mình về các vấn đề còn tồn tại cho phía Mỹ thông qua nhà đàm phán cấp cao của Liên minh châu Âu-EU và giờ kết quả phụ thuộc vào phía Washington. Các phái đoàn của Iran và Mỹ tại Viên không liên lạc trực tiếp với nhau, song các thông điệp được chuyển qua giữa các bên khác ký thỏa thuận hạt nhân năm 2015 và EU, nhà điều phối cuộc đàm phán này. Trong tuần qua, Tổng thống Iran Ebrahim Raisi khẳng định Tehran không rút khỏi đàm phán và sẽ tiếp tục các cuộc đàm phán về việc hồi sinh thỏa thuận hạt nhân năm 2015. Theo kết quả kiểm 93,54% số phiếu bầu, ứng cử viên Chavez đã giành được 52,89% số phiếu ủng hộ, cao hơn gần 6% so với đối thủ là ứng cử viên Jose Maria Figueres của Đảng Giải phóng Quốc gia. Hiện ông Figueres cũng đã thừa nhận thất bại và công nhận chiến thắng của ông Chavez. Trong chiến dịch tranh cử, ông Chavez cam kết xóa bỏ độc quyền, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phúc lợi xã hội, giảm giá gạo, giá năng lượng và trợ giúp người nông dân. Tuy nhiên, đây sẽ là nhiệm kỳ đầy khó khăn với tổng thống đắc cử của Costa Rica do quốc gia Trung Mỹ này đang phải đối mặt với tình trạng kinh tế suy thoái do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Hiện 1/5 trong tổng số 1,5 triệu dân của nước này đang sống trong cảnh nghèo đói và tỷ lệ thất nghiệp đang ở mức 15%. Phát biểu tại cuộc họp,
Thủ tướng Kim Bo-kyun khẳng định sẽ có sự thay đổi lớn khi các biện pháp giãn cách xã hội hiện nay hết hiệu lực vào ngày 17 tháng 4 tới. Trước đó, Bộ Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc cũng đưa ra tuyên bố tương tự khi cho biết sẽ có đợt điều chỉnh tổng thể các biện pháp giãn cách xã hội nếu các chỉ số tiếp tục cải thiện trong 2 tuần. Theo đó, tất cả các biện pháp sẽ được dỡ bỏ, trừ quy định bắt buộc đeo khẩu trang. Việc xem xét dỡ bỏ hoàn toàn các biện pháp giãn cách phòng dịch được căn cứ trên độ phủ vaccine, tỷ lệ ca bệnh nặng và tử vong, cũng như nguồn dự trữ thuốc điều trị cho các bệnh nhân mắc COVID-19. Trong 24 giờ tính đến sáng nay, số ca mắc mới ở Hàn Quốc đã giảm xuống mức thấp nhất trong 6 tuần qua với hơn 127.000 ca mắc mới. Hàn Quốc hiện đã cho phép tụ tập tối đa đến 10 người và các cơ sở ăn uống được mở cửa đến nửa đêm. Phát biểu với báo giới, Bộ trưởng Nội vụ Ecuador Patricio Carino thông báo vụ việc xảy ra tại nhà tù Anturi ở thành phố Cuenca. Ông Carino cũng cho biết khoảng 800 cảnh sát và binh sĩ quân đội đã được điều động tới nhà tù này để thiết lập lại trật tự. Lực lượng chức năng đã sơ tán khoảng 90 tù nhân. Chính phủ Ecuador cho biết các vụ bạo lực xảy ra tại các nhà tù liên quan đến mâu thuẫn giữa các băng đảng buôn ma túy. Năm ngoái, 316 người đã thiệt mạng trong các vụ bạo loạn tại các nhà tù ở nước này. Theo tổ chức Bác sĩ Không Biên Giới, tàu thương mại Algeria 1 đã cứu được 4 người đang lênh đênh trên một bè cứu sinh ở biển Địa Trung Hải vào sáng sớm ngày 2 tháng 4. Những người được cứu cho biết đoàn người di cư gần 100 người đã thực hiện hành trình trên biển ít nhất 4 ngày trước khi thuyền gặp nạn. Ước tính ít nhất 96 người đã chết đuối. Cơ quan tị nạn của Liên Hợp Quốc cũng xác nhận hơn 90 người đã thiệt mạng trong thảm họa này, đồng thời kêu gọi các nước châu Âu quan tâm thỏa đáng đến những nhóm người di cư từ Trung Đông và Bắc Phi. Từ đầu năm đến nay, Tổ chức Di cư Quốc tế đã ghi nhận 367 người thiệt mạng trên biển Địa Trung Hải. Biến thể Delta Crohn, biến thể mới lai giữa biến thể Delta với biến thể Omicron đã xuất hiện tại Nam Phi và có thể sẽ gây ra làn sóng dịch COVID-19 thứ 5 vào cuối tháng 4 hoặc tháng 5 tới ở nước này. Nhận định trên đã được tiến sĩ Ewan Suleiman, một nhà khoa học thuộc Hội đồng Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ của Nam Phi đưa ra mới đây. Cũng theo tiến sĩ Suleiman, biến thể Delta Crohn đã chiếm ưu thế tại Nam Phi và trở nên phổ biến chỉ sau biến thể Omicron. Rất may không có dấu hiệu nào cho thấy biến thể Delta Crohn nghiêm trọng hơn hoặc gây tử vong nhiều hơn so với biến thể Omicron. Bất chấp nguy cơ làn sóng thứ 5 đang được dự báo xuất hiện, chính phủ Nam Phi đã nới lỏng các hạn chế phòng dịch COVID-19 dựa trên cơ sở bằng chứng của các nhà khoa học rằng khoảng 60-80% người dân nước này miễn dịch với. Theo hãng tin DPA của Đức, người đàn ông trên đến từ thành phố Magdeburg đã tiêm 90 liều vaccine tại các trung tâm tiêm phòng ở bang Saxony, miền đông nước này. Hành động trên đã được người này thực hiện chót lọt trong nhiều tháng trước khi bị cảnh sát phát hiện gần đây. Hiện đối tượng trên chưa bị bắt giữ nhưng đang bị điều tra hình sự về tội phát tán bất hợp pháp giấy chứng nhận tiêm phòng và làm giả giấy tờ. Cảnh sát cũng đã tịch thu một số thẻ tiêm chủng chưa điền thông tin. Trong những tháng gần đây, cảnh sát Đức đã thực hiện nhiều chiến thuật nhằm phát hiện và ngăn chặn việc làm giả giấy chứng nhận tiêm phòng COVID-19. Nhiều người tại Đức từ chối tiêm nhưng vẫn muốn có giấy chứng nhận để tham gia các sự kiện cộng đồng. Thank you.